Hello, xin chào các bạn. Lâu lắm chúng ta mới quay lại gặp nhau. Trước mắt các bạn đang là chiếc Sony A7 Mark 4, chiếc máy mà mình đã lấy từ đợt trước Tết và mình đã sử dụng nó được khoảng tầm đâu đó mấy tháng. Tất nhiên là trong mấy tháng vừa rồi thì nó hết là cái số lần sử dụng đến trên đầu ngón tay thôi, bởi vì thực ra mình cũng tương đối là bận. Tuy nhiên thì hôm nay, cái video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ tất cả những cái phụ kiện mà mình sử dụng cho chiếc máy Sony A7 Mark 4 này và mình hy vọng là sẽ giúp các bạn có thể lựa chọn thêm những cái phụ kiện cho bản thân mình phù hợp với từng nhu cầu. Bây giờ thì vào video nhé. Cái phụ kiện đầu tiên mà mình muốn nói đến đó chính là một cái phụ kiện mà bất cứ một thiết bị điện tử nào đều rất cần, đó chính là pin. Pin của Sony A74 thì sử dụng loại SZ100 là một cái viên pin cực kỳ phổ biến của dòng Sony. Và trên tay mình hiện tại thì đang có 4 viên pin, trong đấy có 2 viên pin zin của Sony và 2 viên pin của thương hiệu RapPower. Thực ra thì cái bộ này là mình giữ từ cái hồi mình sử dụng Sony A7 Mark 3. Bởi vì như các bạn đã biết thì mình luôn có thói quen mua thừa pin để phòng nhiều trường hợp khác nhau và kéo dài được cái thời lượng mà chúng ta sử dụng hơn. Và với cái bộ của RapPower thì nó có đi kèm một cái bộ sạc 2 viên pin, một cái dây sạc và mình có mua thêm một cái củ sạc của Baseus. Và mình khuyên các bạn, thực sự khuyên các bạn là khi các bạn sử dụng bất cứ máy ảnh nào của Sony hay bất cứ một thiết bị nào mà cái tần suất sử dụng nó tương đối là nhiều thì hãy mua thêm một viên pin backup, ít nhất là một viên, còn nhiều hơn thì có thể là từ 3 đến 4 viên như mình chẳng hạn. Thì đó là một cái lời khuyên cực kỳ hữu ích. Cái phụ kiện thứ hai mình muốn nhắc đến cũng là một cái phụ kiện rất là quan trọng với bất cứ một chiếc máy ảnh nào, đó chính là thẻ nhớ. Thẻ nhớ ở đây thì mình sử dụng 4 chiếc thẻ nhớ, trong đấy có 2 chiếc của Sony và 2 chiếc của SanDisk. Cả 4 chiếc đều có dung lượng 64GB và đạt chuẩn để quay được video định dạng 4K. Mình muốn chia sẻ thêm một chút về thẻ nhớ cho Sony A7 Mark 4. Hiện tại thì 64GB ấy, với mình, cái nhu cầu của mình thì tương đối là đủ, không vấn đề gì cả. Tuy nhiên thì với những bạn nào mà làm gì về dịch vụ hay là có cái tần suất sử dụng nó nhiều hơn thì mình khuyên là nên đầu tư những cái chiếc thẻ nhớ mà nó ít nhất khoảng tầm 128GB. Bởi vì sao? Bởi vì chất lượng cũng như là cái dung lượng ảnh cũng như là video của Sony A74 nó đều được nâng cấp hơn so với cả Sony A7 Mark 3. Vậy nên là với 64GB thì hồi xưa mình sử dụng A7 Mark 3 thì khá là thoải mái trong việc mà đi chụp ảnh một ngày. Còn bây giờ với A74 thì nó đâu đó khoảng tầm 500 tấm cho một chiếc 64GB này, với điều kiện là các bạn lưu cả file RAW, cả file JPEG. Vậy nên là mình khuyên đấy, các bạn nào mà làm về dịch vụ thì nên min là một cái thẻ nhớ tầm 128GB. Còn đâu thì 64GB vẫn rất là ok. Và những chiếc thẻ này thì trên thị trường hiện tại nó cũng không quá là đắt nữa. Đó chính là phụ kiện thứ hai của mình. Nói thêm một chút về cái thẻ nhớ này thì mình hiện tại đang đựng nó trong một cái hộp thẻ nhớ nhỏ nhỏ như này. Thì cái hộp này nó thật là mình đã giới thiệu nó trong cái video về phụ kiện A6400 trước đây mình sử dụng và A7 Mark 3 mình sử dụng. Nói chung là cái này thì các bạn bây giờ tìm trên Shopee cực kỳ nhiều, nó cực kỳ rẻ luôn, đâu đó 100.000 đã có được một cái hộp này rồi. Thì bên trong các bạn sẽ đựng được rất là nhiều phụ kiện, từ thẻ SD, thẻ micro SD đến SIM vào điện thoại, thậm chí có thể đựng luôn được cái thẻ CF nữa, rất là nhiều luôn. Đó thì phụ kiện này các bạn cũng nên là có để trong nhiều trường hợp các bạn có thể lưu trữ được nhiều chiếc thẻ khác nhau trong cùng một cái hộp thôi, sẽ tránh trường hợp kiểu vương vãi rồi là kiểu rơi rớt ở đâu đấy làm mất thất lạc vân vân. Phụ kiện tiếp theo, phụ kiện thứ ba mà mình muốn nhắc đến đó chính là chân máy ảnh tripod. Thì hiện tại mình đang dùng hai cái chân máy ảnh, một cái là của thương hiệu Benro và một cái là của thương hiệu Beiki. Thì trong đấy là cái Beiki này là cái mình sử dụng nhiều nhất, khá là thường xuyên. Bởi vì sao? Thứ nhất là nó được build bằng kim loại, thứ hai là nó chắc chắn, thứ ba là nó rất là vững, rất là chắc và mình sử dụng nó được trong rất nhiều điều kiện. Còn với cái thương hiệu Benro này thì mặc dù giá tiền hai thằng gần như là xem nhau nhá, nhưng mà Benro này lại build bằng nhựa và cái sự lỏng lẻo của nó rõ ràng nhiều hơn. Vậy nên là cái Benro này thường thì mình hay sử dụng ở nhà gắn trên những cái máy ảnh để kiểu quay những cái video YouTube của mình thôi, mình không hay mang đi lắm. Nói chung là các bạn khi mà chơi máy ảnh thì thường cũng sẽ sắm cho mình một cái chiếc tripod để đôi khi các bạn để đi chụp phong cảnh hoặc là chụp kiểu phố xá rồi phơi sáng các thứ ấy. Thì mình khuyên là nên chọn những cái chiếc tripod nào mà nó chất lượng một chút, nó build bằng kim loại một chút và quan trọng là cái độ chắc chắn, cái độ mà vững chãi của máy ảnh khi mà gắn lên được tripod ấy, thì mình khuyên là nên như thế và các bạn có thể tham khảo được cái mẫu Beiki này. Đó thì là phụ kiện thứ ba của mình. Phụ kiện tiếp theo, phụ kiện thứ tư mà mình muốn nhắc đến đó chính là mic. Hiện tại thì mình đang sử dụng hai loại mic, một mic gắn với máy, nó là mic của Sony. Cái này thì mình được tặng khi mà mình mua chiếc Sony A7 Mark 3. Cái này có mã là ECM-XIST1M, tên cực kỳ dài luôn. Thì cái mic này về cơ bản ý, thì nó nhìn chung thì mình đánh giá là nó chỉ hay hơn cái mic built-in máy một chút xíu thôi, nó không quá là đặc biệt lắm đâu. Nó chỉ có hay hơn
là nó có hai cái mic có thể điều hướng được sang hai bên và có thêm là gì, một cái lọc gió, mút lọc gió. Đó, nhìn gắn vào máy thì trông cũng khá là nguy hiểm, còn về chất lượng thì cũng tạm tạm, nó không quá là xịn sò lắm. Tuy nhiên thì cái mức giá thì nó cũng tương đối là cao. Mà đây là cái hàng tạm thì mình cứ giữ lại dùng thôi. Trong một vài trường hợp thì cũng cảm thấy nó khá là tiện. Thế đấy là cái mic đầu tiên. Cái mic thứ hai mình sử dụng đó chính là cái bộ mic của Boya mà mình đang đeo đây này, và một cái đang gắn ở trên máy đang quay kìa. Thì mic của Boya mình nhớ là tên của nó cái gì là WK6 gì đấy. Mình các bạn có thể xem cái tên ở phần video bên dưới. Thì cái mic Boya này nói chung là mình cảm thấy cực kỳ hài lòng so với cái mức giá 1,6 triệu hay là 1,8 triệu gì đấy mà các bạn có được một bộ thu, một bộ phát, và cái chất lượng của nó mình thấy là trong cái tầm giá đấy cũng chả có gì phải chê cả. Build cũng đẹp mà mọi thứ phụ kiện cũng đầy đủ, tặng luôn cả cái hộp đựng nữa. Đó, thì hai cái mic đấy thường xuyên thì mình sử dụng nhất vẫn là cái bộ của Boya, làm những cái video liên quan đến YouTube. Còn cái mic này thì đôi khi mình ra ngoài chơi, mình làm kiểu vlog thì mình lại sử dụng nhiều hơn. Cái phụ kiện tiếp theo, phụ kiện thứ 5 mình muốn nói đến đó là một chiếc gimbal. Cái gimbal mình đang sử dụng ở đây nó là một gimbal của hãng Jiyun, nó có tên model là Jiyun WeBeLab. Cái này thì thực ra là nó ra đời cũng khoảng tầm được 2 năm rồi sao ấy. Mình mua nó từ đợt mà mình sử dụng chiếc Sony A6400 cho đến A7 Mark 3, và bây giờ A7 Mark 4 mình vẫn giữ lại. Bởi vì sao? Bởi vì về cơ bản thì đây là một chiếc gimbal dành cho những cái người mà kiểu dòng entry level, tức là những người mà mới chơi. Nó không quá cầu kỳ, nó cũng không quá phức tạp, và nó rất là nhẹ nhàng, nhỏ gọn, giá tiền cũng cực kỳ hợp lý. Với những cái người mà như mình không làm dịch vụ hay là không quay quá nhiều, thì với cái nhu cầu đó, chiếc gimbal này đáp ứng cực kỳ tốt. Nó cũng được build bằng kim loại, cũng có một vài phần nhựa. Về chức năng rồi là về những cái khả năng cân bằng nó cũng rất là tốt. Nhìn chung các bạn nào mà khi mà chơi máy ảnh mà có quay được ấy, mà các bạn muốn quay những cái shot kiểu cinematic hay là những cái sự mà trải nghiệm vui vẻ nó mới mẻ hơn, thì có thể sắm thêm một chiếc gimbal cho nó vui. Còn không thì đôi khi những cái chiếc kiểu máy ảnh hiện tại bây giờ như kiểu là A7 Mark 4 chẳng hạn, thì cái khả năng chống rung nó cũng rất là tốt, nên là quay handheld đôi khi cũng khá là cinematic rồi. Đó, thì đây là phụ kiện tiếp theo của mình. Tiếp theo hãy cùng đến với phụ kiện thứ 6. Đó là một cái dây đeo. Cái dây đeo này là dây đeo của thương hiệu Peak Design, dành cho Sony với cái dòng logo G Master. Cái dây đeo này thực ra là mình được tặng trong cái lúc mà mình mua chiếc lens FE135 1.8 này. Khá là hay nhá. Mà cái dây đeo này thì khi mình xuất giá ra đâu đó khoảng tầm 1,8 triệu, gần 2 triệu liền. Không hề rẻ một chút nào đâu. Cái Peak Design thì nói chung là một cái thương hiệu phụ kiện máy ảnh nó rất là sáng tạo và rất là nổi tiếng với nhiều anh em, mà đặc biệt là anh em mà chơi Sony rồi đúng không? Thì cái dây đeo này mình có một cái điểm cực kỳ thích, đó chính là cái khả năng đun hóa, tức là khả năng linh hoạt của nó, tháo ra, lắp vào cực kỳ nhanh, cực kỳ dễ. Tuy nhiên ấy, nó có một cái điểm mà mình cực kỳ không thích ở cái dây đeo này, mình nói lại là cực kỳ không thích, đó là bởi vì nó rất là to. Cái bản của nó đâu đó khoảng tầm 3-4 cm. To này thì nó có một cái điểm lợi là đôi khi các bạn mang vác những cái vật nặng như kiểu máy ảnh, đôi khi kiểu lắp thêm những cái ống tele 7200 chẳng hạn, thì nó sẽ khiến cho cái bờ vai của mình nó không quá là đau. Nhưng mà cái điểm trừ ấy là bởi vì nó to nên là nhiều khi nó cồng kềnh, đôi khi nó khiến mình cảm thấy là đeo cái này còn khó chịu hơn là cầm tay. Và cái điều thứ hai mình không thích đó là bởi vì cái chất liệu của nó tuy là làm bằng chất liệu vải, nhưng mà loại vải rất là trơn, không phải kiểu cái loại vải mà nó có độ ma sát nó lớn. Nên đôi khi mà ví dụ mình mặc những cái áo mặc cotton hay nylon chẳng hạn, thì cái này nó sẽ trơn trượt ở trên vai và mình cảm thấy cái điều này nó cực kỳ khó chịu. Còn về những cái điểm mà mình cảm thấy tuyệt vời ở cái dây này thì như mình vừa giới thiệu ấy, nó là một cái dây dạng mô đun hóa, các bạn chỉ cần lắp vào kẹp tách phát là xong, các bạn có thể sử dụng luôn được rồi, và tháo ra cũng vậy, tháo ra rất là nhanh, rất là dễ dàng. Thì cái này nhìn chung thì nó cũng thú vị. Cái phụ kiện tiếp theo mà mình muốn nhắc đến đó chính là một chiếc grip. Chiếc grip mở rộng cho Sony A7 Mark 4. Cái grip này là grip của thương hiệu Kingma, và cái grip này có thể sử dụng được với Sony A92 và Sony A7R4. Thì tại sao mình lại thích dùng grip và tại sao mình lại chọn grip? Hồi xưa khi mình sử dụng chiếc Sony A6400 ấy, thì cái body của A6400 và cái báng cầm, cái chỗ báng cầm tay này, các bạn biết rồi, nó tương đối là nhỏ. Vậy nên là từ hồi đó mình đã sử dụng grip rồi, và mình rất thích sử dụng grip, nó mở rộng cho mình và nó cảm giác cái máy nó build chắc chắn hơn. Và bây giờ khi mà sử dụng lên A7 Mark 4 thì mình cũng chọn sử dụng grip bởi nhiều lý do. Như mình chưa kể, đầu tiên là nó sẽ giúp cho máy nó to hơn và các bạn cảm giác là cầm nắm nó dễ hơn. Như các bạn nhìn thấy là cái bàn tay của mình tương đối là to, thì khi mà mình dùng grip, cái phần thịt ở chỗ tay này nó sẽ được đỡ ở phần grip dưới, và mình sẽ cảm thấy là cái việc mình chụp nó chắc chắn hơn rất là nhiều. Đây là cái lý do thứ nhất.
Lý do thứ hai là khi mà mình chụp dọc thì thay vì mình phải vòng tay lên như này thì mình sẽ có thể giữ tay ở phía bên này, cực kỳ tiện, cực kỳ tiện, và mình rất thích cái tính năng này. Đây là lý do thứ hai. Lý do thứ ba mình thích là grip thì nó sẽ cho các bạn mở rộng thành hai viên pin, thay vì các bạn sử dụng một pin như bình thường thì với hai viên pin các bạn sẽ có thời lượng sử dụng trong một lần nó nhiều hơn. Sẽ chụp hay là quay, sẽ chụp không chụp thôi nhé, không quay, quay nắng chụp thôi thì nó sẽ tiện hơn cho các bạn. Tuy nhiên thì sẽ có một cái điểm trừ, đó sẽ là sẽ tăng cái trọng lượng của máy lên tương đối là nhiều. Như các bạn đang thấy là mình đang lắp chiếc Sony Alpha Mark 4 với chiếc lens 135-1.8 là một cái lens tele. Bản thân nó đã nặng rồi thì lắp thêm một cái grip và thêm hai pin thì về cơ bản nó mình nghĩ chỗ này chắc cũng phải được tầm gần 3 cân, gần 3 cân đến 3 cân như đấy. Thì di chuyển nhiều hoặc là chụp nhiều, chụp lâu thì cũng tương đối là hóc búa đấy. Mà thôi không sao, thì tập tạ dần cũng là một cái thú vui mà. Đó, thì cái grip này cũng là một cái mà mình nghĩ là những bạn nào mà chụp nhiều và muốn máy nó to hơn thì nên bổ sung thêm. Cái phụ kiện mà mình nghĩ là có thể là sẽ là cuối cùng rồi, nó là một cái bộ vệ sinh dành cho máy ảnh. Cái này thì thực ra là bất cứ bạn nào mà chơi ảnh thì đều nên có, không cứ là kiểu Sony, bất cứ bạn nào mà chơi ảnh thì nên có. Cái này thì gồm một cái bao bóng thổi bụi cực kỳ hay, một cái chổi này mình thấy cực kỳ thú vị luôn, chổi này mình mua trên Shopee. Một cái chổi, một đầu các bạn là cái chổi nhẹ để phủi bụi và một đầu là dạng kiểu, nó dạng như kiểu gì? Mút, mình nghĩ thế. Nó khá là, tức là cái này nó sẽ gọi là di trên bề mặt ống kính hay là bề mặt thiết bị, nó sẽ phủi bụi nó tốt hơn. Ngoài ra thì là những cái giấy để lau bề mặt kính này, rồi là nước rửa lens. Những cái này thì mua trên Shopee nhiều lắm, rẻ lắm. Mình nhớ đâu đó là 70 hay 100 nghìn một bộ này đã full hết option rồi. Thì cái này mình sử dụng cũng không quá nhiều, nhưng mà mình vẫn để trong ba lô, bởi đôi khi các bạn đi đâu gặp những cái trường hợp mà kiểu bụi mù mịt, đất cát các thứ ấy, thì sử dụng cái này ngay lúc thời điểm đấy thì nó sẽ an toàn hơn là đợi về đến nhà thì mới vệ sinh. Cuối cùng, mình nghĩ chắc chắn đây sẽ là phụ kiện cuối cùng rồi. Nó là một cái ba lô. Ba lô thì chắc chắn là một cái mà các bạn sẽ rất là cần, đúng không? Kể cả ba lô to, kể cả ba lô chéo, kể cả túi đeo chéo vân vân. Thì cái ba lô mình đang sử dụng là ba lô của thương hiệu Loewe Pro. Nó là có tên là Pro Tactic 450W. Đây là một cái ba lô cũng khá là xịn và mình thấy là rất là nhiều người dùng. Mỗi khi mà bạn nào mà ra đường mà đeo ba lô này thì chắc chắn, mình chắc chắn luôn 100% là dân chơi ảnh hoặc là dân quay phim. Bởi ba lô này nó sinh ra dành cho những cái người mà sử dụng những cái thiết bị về ngành ảnh tương đối là nhiều. Chẳng ai dùng cái ba lô này mà để sử dụng như nhu cầu hàng ngày, như kiểu đựng laptop hay là đi chơi du lịch chẳng hạn. Thì cái ba lô này mình mua cũng lâu rồi, từ hồi mình sử dụng Nikon D700. Cũng đắt đấy. Đến bây giờ nó vẫn giữ giá đâu đó khoảng tầm 4 triệu mấy ấy. Không biết nó giảm chưa, bây giờ thì có nhiều hãng lắm rồi. Nhiều hãng ba lô xịn sò lắm rồi ấy. Thì cái ba lô này mình thích ở cái là cái dung lượng, cái dung tích của nó cực kỳ lớn. Mình có trong một lần gần nhất mình đi du lịch với gia đình, đi mô tô, thì mình đã đựng được trong ba lô này tổng cộng là phải đến 20 cái thiết bị, bao gồm là một máy Sony A74, hai cái lens, GoPro cộng đồng phụ kiện, flycam cộng đồng phụ kiện, nói chung là nhiều lắm, rồi đựng thêm một chút cả quần áo nữa. Và mình thấy là cái ba lô này đến thời điểm hiện tại, trải qua mấy năm rồi, mình vẫn không hề có ý định thay đổi. Thực tế là trong thời gian qua mình cũng đã tìm được một vài cái mẫu mà mình muốn đổi ba lô cho nó thay đổi đi một chút. Nhưng mà thứ nhất là rào cản về giá nó cũng xem nhau, thứ hai là cái dung tích của nó cũng không hơn bạn này là mấy. Và mình thấy là cái độ linh hoạt và cái độ mở rộng thì nó cũng không quá là khác biệt. Thế nên là mình nghĩ là ở thời điểm hiện tại thì với cái dung tích khoảng tầm 45 lít như cái chiếc ba lô này thì nó vẫn là bá đạo rồi. Nên là mình không có ý định đổi. Đấy, thì đây là một chiếc ba lô và mình nghĩ các bạn cũng nên thử tham khảo xem. Mình nghĩ là mình vẫn còn tương đối là nhiều những cái phụ kiện nó lặt vặt, như kiểu là những cái nắp len, rồi những cái phụ kiện râu ria xung quanh dành cho máy ảnh. Nhưng mà những cái đấy thì nó nhỏ nhặt lắm, nó cũng không mang nhiều giá trị lắm. Chẳng qua là mình mua để mình cảm thấy là mình thì cần thiết và mình cảm thấy là nó cũng gọi là add on thêm cho vui thôi. Còn những cái chính thì những cái mà mình vừa giới thiệu với các bạn rồi, đâu đó hình như là 8 hay là 9, mình nhớ là 9 cái phụ kiện. Thì bạn nào mà có những cái phụ kiện nào đấy nó hay ho hơn thì hãy comment ở phần bên dưới cho mình để mình biết, để mình tham khảo thêm. Còn hy vọng là cái video này sẽ giúp các bạn lựa chọn được tốt hơn những cái phụ kiện cho mình. Và có bất cứ comment nào hay bất cứ gì câu hỏi thì các bạn comment ở phần dưới, chúng ta hãy cùng trao đổi và cùng chém gió nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này của mình và hẹn gặp lại các bạn ở những video tới.